chào cả nhà. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi từ con đường có cái điều của phường 8 nha các bạn. Có cái bông. Rồi bây giờ mình bắt đầu lên cầu. Còn đây gọi là cầu bông. Đường vào khu dân cư Phước Thọ đi á mà. Tận hưởng cuộc sống thượng lưu tại biệt thự ven sông. Vì ta thấy mình đi quay á, còn bữa mà mình đi mua nhà nó khó, mình đã có nhà rồi mà sát ở đây. Đẹp quá ha, bữa nào mới xây xong nữa là đẹp nha. Hẹn các bạn khi mà xây xong rồi là mình sẽ đi quay nữa, đi quay cho các bạn xem nhé. Thì nó đặc biệt đó hả?
mở nhiều đường á mà. Vĩnh Long nó đang mở nhiều đường lắm. Chứ. Chắc bữa nào phải đi tìm hiểu thêm có cái quý bà không chứ ông có một cái bà ông có là buồn lắm nha. Mình sẽ đi tuốt ăn qua đường bên kia là cũng là cái con đường mà nối liền là mới xây dựng đó các bạn. Sâu trong các bạn thấy ha, bây giờ người ta mở quá cửa rồi, có một quán khác xây dựng nhiều đẹp nhất, cửa bà đẹp nữa ha. Dạ. Còn vô sâu nữa mà.
hết con đường à. Hết rồi các bạn. Hết con đường rồi đó các bạn ơi. Con đường này là nhớ tên là đường gì đây. Khóm 1, phường 3. Khóm 1, phường 3. Phường 3. Đây là thuộc phường 3 nha. Mình quay lại nha và mình chào các bạn nha các bạn. Xin chào các bạn tới đây. Các bạn hãy nhớ đăng ký, like, chia sẻ video cho hai mẹ con mình nha. Bye bye các bạn. Rồi, xin chào.